Bình thường là công việc giặt đồ này của chú làm không hả? À, có vợ giặt tiếp nữa. Rồi, khi vợ mình giặt không kịp á là tôi mới giặt tiếp. Dạ, nhưng mà thấy vợ ngồi ôm gu, vợ đâu có giặt đâu. Để kêu nó giặt. Dạ, rồi tội nghiệp chú á ha, thương vợ ghê không? Mỗi ngày mỗi giặt hả chú? Mỗi ngày mỗi giặt ha. Ít đồ ha. Ừ. Rồi, thấy chú bị mất hết cánh tay, giặt cũng hơi khó khăn nhưng mà chú làm cũng nhanh ha. Ờ, nó hơi khó khăn rồi đó. Nhưng mình nè, lấy đồ lên, đi giặt nước. Đó, giặt nước cho khô là mình phơi đồ nó mới khô, nó ráo nước á. Phơi đồ nó khô. Đó, đây vậy. Rồi, ông chú này giỏi quá ta. Ủa mình giặt bình thường là mình xuống cái chỗ con gạch này mình giặt hả chú? Ờ, xuống gạch mình giặt nè, có khi giặt trên nhà nữa. Trên nhà thì mình xách nước lên. Không có xà bông gì hả? Xà bông có, nhưng mà để mình giặt về cho nó nhanh đi. Xà bông có nè, giặt vài bữa đi rồi chiều mới giặt xà bông lần hả? Giặt xà bông lại. À, cũng nghe thường thường là giặt xài nước trực tiếp thôi. Ờ, nè mình giặt xả mồ hôi thôi, vài bữa mới giặt xà bông một lần. Trong, nè mình giặt vậy đi rồi cho nó lẹ đi, cho xà bông thì có. Giặt cũng được, nhưng có một tay mà giặt cũng khó khăn đó. Ờ, khó khăn chút ha. Khó khăn chút. Rồi nghiệp không, thương vợ ghê. À, công việc nấu cơm giặt giũ đều dành của vợ hết luôn. Vậy sao không phụ chú đi, không phụ chồng làm. Giặt em là giặt đi, giặt chút đi. Giặt nha. Nè giặt đi, thằng cũng giặt đi. Ờ, tình cảm ừ, hả? Ừ, thằng chú xích xuống chút. Ừ. Vũ. Cái tay dò, hai tay dò. Dò luôn, dò luôn đi. Ừ. Bình thường chú có dạy chị làm không? Có, cũng mình cũng dạy dỗ mình. Cái gì nó không có biết. Dạ, xong rồi. Ừ, nó sơ ý quá, nó không biết. Đó, giờ giặt rồi thì tôi dắt nước nè. Cho nước vô khô đi rồi đem vô xào phơi. Thôi mình ấy xuống cái lại. Còn đồ thẳng thớm. Giặt vậy mình thấy sạch không chút? Giặt này nó cũng sạch mà đều cũng như mình giặt gấp lẹ vậy chứ cũng sạch đồ, chứ bữa nào cũng có xà bông chân á, chứ không phải bữa nào không có rồi đồ nó đâu có sạch. Giặt này nó sạch bớt vậy thôi, đâu có sạch như xà bông được. Chú giặt cái tuần này thôi, giặt cái tay kia đè vô để cho nó chỗ bám lại á. Ừ, hơi khó khăn so với người bình thường. Không kêu cũng tiếc, tiện vô ha. Trước vợ đi sao á. À, không kêu vợ vô mà vợ cũng tiếc đi vô. Rồi, tôi bóc cà phê đi. Ừ, vậy đi em, rồi tiếp đi. Cũng biết phơi đồ quá ha. Ờ, cũng biết phơi đồ đó. Cũng đỡ rồi. Không mà nhờ mấy nay thấy chị tỉnh lại á. Mới chịu làm á. Chừng đó. Chắc mấy tụi con tiếp xúc nhiều á, rồi cái chỉ vui vẻ tươi cười lại nhiều á. Ờ, có anh em tới tiếp xúc, nó chỉ cho nó cũng vui đó. Đừng kéo gít nha. Biết kéo gít lại luôn kìa, hay quá ta. Ôi, hay quá trời luôn. cũng nhờ à. Chút xíu. Bình thường chú giặt đồ vậy rồi chị vô phơi vậy, hai vợ chồng phụ nhau làm vậy đó hả? Ờ. Đó, rồi thấy chị làm vậy chú thương không? Thương. Chú thương lắm hả? Con vợ rồi ví dụ như có những lúc mà chị không có phụ chú á, rồi tự một mình chú làm hết, rồi chú làm công việc này cảm thấy mệt mỏi lắm không chú? Cảm thấy mệt mỏi mà thì cũng không có bao nhiêu, tại vì chú cũng còn lướt qua cũng như cái sức còn nó lướt. Dạ. Thấy không mệt mỏi không có nhiều đâu, cũng như mình tập thể dục ha. Nói chung là chú rất là bao dung. À. À, tất cả mọi thứ là chị làm á là chỉ là phụ cho chú vui thôi. À. Chứ còn là tất cả việc nặng hay là nấu cơm nấu nước giặt giũ là kia là chú làm chính. À, là chị là làm phụ chú vui ha. À. Dạ. Rồi bình thường đi làm cỏ này kia thì chú có dẫn chị đi không? Làm cỏ thì khỏi dẫn, gần đây thì nó ra nó ngồi chơi nó chị cũng hỉ rồi, rồi đặng cho vợ mình nó vui vẻ đừng buồn đó, rồi yeah. Khi mình mua nước đá đồ nước ngọt cho vợ mình uống, coi cà phê cũng được. Yeah. Đó là phần đó mình lo cho vợ mình để nó đừng có thèm khát. Yeah. Rồi ăn uống này kia là chị ăn được nhiều không? Ăn cũng nhiều, cũng đỡ, cũng mạnh lắm ạ. Yeah. Rồi nó sanh đẻ mà đồ mới mấy ngày đi sân sản mà ăn đồ nguội được nữa, tại vì nó mạnh, đó con người nó mạnh rồi luôn cả sanh con rồi đi cũng nói là cái sinh trùng đàn bà nó mạnh.
Dạ. Có mấy tháng có con, thấy cũng chơi giới trời, tính một cả năm thì ba tháng có con á. Dạ. Ủa, hồi nắng quá chú, mình đi vô vườn đi. Thì, hồi đây... nắng quá rồi mình vô nhà mình nói chuyện chơi xíu ha. Vô nhà đi cho đỡ hơi nắng. Vô nhà vô. Chú nấu cơm ở đây là nấu củi hết hả chú? Nấu củi công điện giờ hư rồi, giờ nấu củi đó. Bắt buộc phải nấu củi, mình mới có cơm gạo để mình... Nấu củi rồi có chắc nước không? Chắc nước, chú chắc nước thì cũng vẫn chắc cũng như bình thường đó mà. Chú căng rồi dễ ra cứng rồi tay cụt với tay giờ quéo vô chắc. À cũng tội nghiệp ha, chú cái tay chú cũng có tật cục về cái chắc nước cũng hơi nóng. Rất là nguy hiểm rồi chú cũng cẩn thận rồi chú. Cẩn thận, có người dễ. Nói gì cũng đúng. Chú vô, thấy chị bấm điện thoại kìa, biết không chú? Biết bấm nhưng mà nó... tổng đài nó cũng bấm nữa mà điều cái mà liên lạc thì nó hơi khó. Dạ, có biết bấm gọi ai không? Gọi không biết đâu, không có biết gọi đâu. Đâu có số, không biết chọn, không biết được số. Dạ. Tưởng có gọi về nhà thăm con gì không? khỏi thăm con thì nửa tháng hay diện tháng thì thăm lần. Dạ. Cho đâu mà đi tới luôn. Đây đó khoảng 10 cây số hả? Đây đó hả? Ở đây đó chừng 5 cây số hả? Dạ. Không, bình thường chú đi là đi sao, đi bộ hay gì? Dạ, đi bộ mà, đi xe chi. 5 cây số đi bộ hả? Đi bộ à, trời đi sướng nữa, tập thể dục rồi mình dần nắng dần nôi hết quen rồi để cho mặt hồng hào. Rồi dạ. Mình mạnh giỏi, lắm khi mình cũng luyện là mình đi đứng, mình tay chân mình uốn éo hoặc là như cầu thủ vậy đó. Dò dạ. Cảm mình, lắm khi mình đá cũng vẫn được. Đi tập thể dục luôn ha? Tập thể dục luôn. Có khi nào đi mệt quá chị bắt chú cổng không? Không, cổng, đi mệt quá cái mình kiếm bóng mát nào cho vợ chứ mình ngồi nghỉ cho nó khỏe rồi đâu mình đi nữa. Dạ. Rồi cho nó nhanh hơn. Dạ. Chứ không bắt cổng, bởi vì vợ con mình đi được đâu bắt cổng. Cổng mệt lắm. Mệt. Cổng mệt. Chú cổng là chị nổi không? Cổng nổi. Cổng nổi hả? Cổng nổi. Bình thường có ẩm chị nổi không? Ẩm thì ít ẩm, nó ẩm nổi nhưng mà không ẩm. Dạ. Tại vì vợ mình đi sẵn sẵn rồi ngồi chơi giỡn với mình hoặc là ăn uống đi chợ rồi ít. Kiểu mình ẩm dở thôi, ẩm thương quá, ẩm hãy lên giường. Không, tại giường thì ít. Ở giường có nằm ngủ sẵn rồi khỏi ẩm. Để nằm đó ôm rồi hôn rồi chỉ rồi. Nó còn mau hơn ẩm nữa, ẩm nữa còn hơi chậm. Dạ dạ. Chú vẻ cái gì vậy? Rồi cái điện thoại hôm bữa con thấy chị cầm cái điện thoại cảm ứng của người ta cho rồi bữa nay đâu sao con không thấy chú? Đâu mất rồi, cũng như nó chiều ngoài nó đổi đâu mất rồi, cái đó cũng anh em mình không biết, cũng như dạ. Nó đổi của ai không biết gì. Rồi cái điện thoại này là của ai cho? Thoại này ở ngoài cầu máy cũng như là anh nó cho nó đổi nè. Rồi cái điện thoại hồi lần của tụi con mua cho chú đâu? Cất rồi, chú cất để chú bấm đồ lên đó. Rồi ví dụ người ta điện sao hay? Có, chú cất đây nè, cất đây để nó quạt đọc. Cất, dạ, cũng như sợ để đọc ha. Có ý mình sáng cái đó, mình dạ. để nó quạt đọc. Dạ, sợ nhiều khi chị không có tỉnh táo á, chị đọc phá ha. Đọc cho mình tiếc lắm, dạ. Tiếc rồi không có nói chuyện, không có liên lạc được nữa rồi. Mình thấy cũng khó. Chú là biết chữ bình thường ha? Biết chữ, ngày xưa cũng học lớp 3. Dạ. Lớp 3 học hồi xưa, chứ không phải lớp 3 bây giờ. Ủa vậy rồi chú có ý định mà sinh thêm đứa con nào đó không? Con thì bây giờ tính là tình sản này, tính chế thuốc ngừa thai rồi, chứ để có con nữa khó chứ lắm khó. Dạ, vậy thôi, tính gì cũng tốt á. Được. Dạ. Thôi mà có một đứa con thuận hỷ được rồi. Nói giọng nó giỏi. Dạ. Vậy chú có ý định là mai mốt rước con về đây không? Con thì không rước đâu. Cũng như là ẩm gì đây chơi. Đựng niệm chơi cho bà con mừng vậy thôi, chứ còn ở đây lâu dài cũng được mà điều. Dạ. Thôi để nó ở ngoài đi không ngoài. Thôi để gì nuôi điều kiện nó tốt hơn ha. Tốt hơn người lớn sẽ cho theo học luôn. Dạ. Để sau này nó lớn lên nó cũng nuôi là vợ. Dạ. Tôi đúng rồi, tại vì con có gặp dì Tám rồi, dì Tám bây giờ chăm sóc đứa nhỏ để sau này đứa nhỏ lớn lên nuôi lại mẹ chứ. Bây giờ chị bây giờ như vậy chừng nữa lớn tuổi rồi đâu có ai chăm sóc đâu. Dạ. Khi mà chị cỡ tuổi chú á, là chú lụm cụm 90 mấy tuổi rồi, chú không thể lo cho chị được, thì lúc đó là có đứa con sẽ lo lại cho chị. Chừng chú tính thì cũng rất là hay luôn á. Tính đường xa ha. Tính đường mà. Chú tính đường xa hay ha. Tính sau này ví dụ như lúc già yếu ốm đau rồi đó thì vẫn có người chăm sóc. Dạ. Thật ra chú tính vậy là chú đang tính cho chị á, chứ không phải tính cho chú nữa. Tính cho. Phải không? Cho vợ tôi là chị. Dạ. Em chồng mình hai ông bà mình là tính đi chơi nữa hả? Đi chơi cũng như là đi uống cà phê gì đó cũng được. Đi ra cờ đỏ uống cà phê ha. Không chịu không ra tới, không chừng đi ngã tư hoặc là
Thôi bạn là gần gần đây có quán cà phê nào không? Ở chợ Nhóc à, ở thành phố cũng có quán cà phê nữa mà nó không có vui bằng ở là ngã tư. Uống uống cà phê phải vui mới chịu. Mà đi dài đường các thứ ghé uống nè, dài đường tiệm quán thì nó cũng nhiều lắm. Dạ. Lưỡng viên. Dạ vậy thôi, hôm nay con tới thăm chú với chị á. Thì con cũng xin chào tạm biệt chú với chị. Thì có dịp khác con xuống đây thăm chú. Dạ, cũng chúc chú nhiều sức khỏe và chị nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn anh em.